Sống đúng, sống đẹp. Ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 2, 2021, 26 Tết. Sống đúng, sống đẹp. Ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 2, 2021, 26 Tết. Tuần Tĩnh Tâm Tết. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang sống ở trong tuần Tĩnh Tâm Tết, bắt đầu từ thứ năm mùng 4 tháng 2, 23 Tết, và sẽ kết thúc vào ngày thứ tư mùng 10 tháng 2, 29 Tết. Hôm nay là ngày thứ tư trong 7 ngày, và chúng tôi đã nhận được những phản hồi của anh chị em cũng như các đấng bậc. Thứ nhất là 4 cái chữ tuần tĩnh tâm Tết, lần đầu tiên người ta mới nghe, mới thấy. Thứ hai, chẳng có ai làm tuần tĩnh tâm Tết bao giờ. Có tĩnh tâm mùa vọng, và nhất là có tĩnh tâm mùa chay, hay là tĩnh tâm mừng lễ bổn mạng thì có. Còn tĩnh tâm mà để đón Tết thì có lẽ ít người nghĩ tới. Nhưng mà vì hoàn cảnh Covid, vì chúng ta đang bị cuốn hút vào một thế giới vật chất, mà nếu không có gì kéo lại, e rằng mình sẽ lao đi, lao theo cái con đường rộng thênh thang, dám đi ngược dòng đời, đi vào cái con đường khúc khuỷu, con đường quanh co, con đường mà chẳng mấy người đi, trong khi người ta dập dìu tài tử gia nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm để đi sắm Tết, thì mình lặng lẽ đi vào trong căn phòng tâm hồn của mình, đóng cửa lại và tĩnh tâm Tết. Hôm nay xin được chia sẻ với anh chị em về những dấu lặng của mùa xuân. Những dấu lặng của mùa xuân. Tôi nhớ ngày xưa gần đến Tết thì hay nghe cái bài hát này, có lẽ cũng 50 năm hơn rồi. Không biết các bạn có ai có biết bài này hay không? Cuối năm ngồi tính lại sổ đời, 300 ngày hơn đã qua mất rồi. Đời mình lại tay trắng tay, công danh thì chưa được mấy, năm tháng dài vẫn còn bôn ba. Cuối năm ngồi tính lại sổ đời, công danh lợi duyên một năm lỡ rồi. Chuyện đời là mây nước trôi, xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở hoa. Người đời người ta còn ngồi ta tính lại sổ đời, tại sao người đạo không ngồi mà tính lại sổ đạo? Năm cũ đi, năm mới đến, người ta lại bắt tay vào những công việc quen thuộc. Người thì lo tính toán sổ sách, hoàn tất công việc, tổng kết, liên hoan. Kẻ thì sắm sửa quần áo, giày dép, hoa kiểng, bánh mứt, quả cáp. Người khác lại lo chuẩn bị các mặt hàng để buôn bán ở chợ Tết. Năm nào cũng vậy, mùa xuân nào cũng thế. Nhưng năm nay, năm mà có lẽ chưa bao giờ xảy ra từ trước đến giờ, năm mà tất cả những sinh hoạt bình thường của những ngày Tết sắp đến đều ngưng lại. Không có những cuộc liên hoan, không có những tổng kết, không có những hội chợ, không có những buổi trình diễn văn nghệ, không có những cuộc đi mua sắm ảo ảo vì lý do Covid. Chẳng ai ra lệnh, chẳng ai bắt buộc, mọi người tự bảo vệ mình và bảo vệ nhau bằng cách là hạn chế đi lại, hạn chế mua bán, hạn chế tụ họp, hạn chế
mua sắm vì kinh tế khó khăn, mọi người đều phải tự tiết kiệm, tự dành dụm. Và rất là hợp với thời cuộc, hợp với tin mừng nếu nhà đạo của chúng ta tất cả đều một lòng ngưng tất cả những cuộc liên hoan, những cuộc họp mặt, tiệc tùng tất niên. Người đời người ta còn hạn chế, tạo ra trong đạo mình lại không tự hạn chế để làm gương. Thay vì những cuộc liên hoan tất niên ấy, gặp gỡ nhau có nguy cơ là lây lan dịch cúm virus corona. Ai biết người khác bị, ai biết mình bị. Và các vị là những người tiếp xúc với giáo dân nhiều, tiếp xúc với người khác nhiều, mình làm sao tránh khỏi, sao biết đề phòng. Cho nên để dành cái số tiền liên hoan tất niên ấy mà giúp cho biết bao nhiêu gia đình không biết năm nay có biết xuân là gì hay không, mà chỉ nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa. Hoặc là chiều 30 Tết ta còn gì cho ta, lại thêm xuân nữa gieo nhẹ vào tấm lòng. Vì đó xuân về gác nhỏ, tiên giới không xuân hạ thu đông, buồn mưa hoa mộng đào tiên đông. Có người đón xuân quên cười, có người đón xuân quên cười. Tôi thấm cái câu đó nhất. Có người đón xuân quên cười. Xuân ơi xuân lại đến, ta có vui không, xuân nào đến tìm. Trần gian còn nhiều khổ đau, chờ bàn tay đưa đón, vân vân. Cần nhiều bàn tay đưa đón, cần nhiều bàn tay ân cần đưa ra. Vậy thì hãy hạn chế những cuộc liên hoan tất niên dưới bất cứ hình thức nào, nó không cần thiết nữa. Mà để dành cái đó để giúp cho những người nghèo, những người mà có người đón xuân quên cười, làm cái đó thì có lẽ đẹp lòng Chúa hơn nhiều, và hợp với tin mừng, và cách để chúng ta loan báo và làm chứng cho tin mừng. Thế rằng quá tuyệt vời những người Công giáo, họ thực hành lòng thương xót Chúa, họ biết xót thương những người khác, họ biết hy sinh, họ biết nghĩ đến người khác, không biết nghĩ đến niềm vui của họ, của cá nhân họ cũng như của cộng đoàn họ, của sứ đạo họ, mà họ biết nghĩ đến cộng đồng, xã hội, cộng đồng của những người mà không cùng tôn giáo với họ. Và được thể hiện điều đó đêm ngày thứ sáu, đêm thứ bảy, anh em chúng tôi đã lặn lội đến những hàng cùng ngõ hẻm, cứ từng hai người một đúng tin mừng, đem món quà lòng thương xót Chúa là những cái máy nghe giảng, là những bao phong bì lì xì, là chút quà, bánh mứt kẹo, để cho có một tí xíu gì gọi là Tết cho những người mà đón xuân quên cười ở gầm cầu, ở hang cùng ngõ hẻm, ở vùng kinh nước đen, ở những nơi mà không ai có thể đặt chân đến nếu không có cái gì cần thiết, vì nó quá tối tăm, nó quá tồi tàn, nó quá tồi tệ đi nữa. Thưa anh chị em, đấy, mình tĩnh tâm Tết, mình ngồi mình suy nghĩ lại coi, là mùa xuân nào cũng thế mà tôi cũng đón xuân như người khác, thì hỏi coi xuân lòng thương xót Chúa có nghĩa là gì đối với tôi hay không. Nhưng thử hỏi nếu mà không có mùa xuân thì sao? Có người sẽ thắc mắc như vậy. Có chuyện kể rằng, bạn nghe câu chuyện, ngày kia có một vài người đến thưa với Thượng Đế rằng là Tết năm nào cũng bấy nhiêu việc, chán quá. Chỉ có bọn con nít vô tư ham Tết, chứ người lớn như chúng con chẳng có ham Tết gì cả, vì còn vất vả, còn tốn kém hơn ngày thường. Xin Thượng Đế xem xét lại cho. Suy đi nghĩ lại, Thượng Đế mới quyết định gọi mùa xuân trở về thiên quốc. Bây giờ chỉ còn có, không còn xuân hạ thu đông, còn có hạ thu đông, không có mùa xuân nữa, theo đúng đề nghị của nhân dân. Thế là 365 ngày này trôi qua, lại đến 365 ngày khác nối nhau liên tục. Trẻ con thì cứ vùi đầu vào sách vở, người lớn thì cứ miệt mài chạy theo công việc làm ăn. Nhà cửa chẳng bao giờ được trang hoàng, được lau chùi, được quét dọn,
được sửa soạn bởi những cành mai vàng rực rỡ và những chậu hoa kiểng xinh xắn dễ thương không còn nữa. Các ông bà cụ mỏi mòn bên song cửa, ngày này qua tháng nọ mà bóng dáng con cháu vẫn biển biệt. Vẫn cứ xuân này con không về, vì còn có mùa xuân nữa đâu mà về. Bạn bè không có dịp họp mặt nhau bên ly rượu mâm cỗ để gặp gỡ chia sẻ tâm tình. Và rồi dần dần hoa cỏ nhợt nhạt vì thiếu làn gió xuân ấm áp. Gió mùa xuân đến, tan 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 tan. Thiếu những đôi tay chăm sóc, con người cũng dần dần xa cách nhau vì thiếu sự quan tâm và tình thương nồng nàn, vắng bóng lòng thương xót. Chịu hết nổi, một ngày nọ con người lại kéo đến nài van Thượng Đế, xin Ngài hãy đem mùa xuân trở về với chúng tôi. Không có mùa xuân, có ngày chúng tôi sẽ phát điên lên mất. Khi mùa xuân trở lại, sức sống và niềm vui lại chan hòa trên cảnh vật và con người. Thưa anh chị em và các bạn, có lẽ mùa xuân là một quà tặng tuyệt vời mà Thượng Đế gửi đến cho vũ trụ và con người. Quà tặng đó là thời gian, là những vẻ đẹp được kết tinh từ cả một chiều dài lịch sử văn hóa dân tộc. Và sâu xa hơn, đó là một món ăn bổ ích cả thể xác lẫn tinh thần cho con người. Có lẽ tùy vào hoàn cảnh, tùy vào tâm trạng của mình mà mỗi người có những cảm xúc khác nhau trước mùa xuân. Với cá nhân tôi rất thích mùa xuân. Từ ngày còn bé cho tới bây giờ cũng vẫn cứ thích Tết, cứ vẫn thích mùa xuân về. Ai nói gì thì nói, ai muốn than gì thì than, ai muốn kêu gì thì kêu. Bản thân tôi vẫn thích Tết, vẫn thích mùa xuân. Bao năm rồi vẫn vậy. Bé thì thích theo kiểu bé, lớn thì thích theo kiểu lớn, có tuổi thì thích theo kiểu có tuổi. Và bây giờ càng đi vào lòng thương xót Chúa bao nhiêu thì càng thích mùa xuân bấy nhiêu, vì đó là mùa xuân của lòng thương xót. Vì có lòng thương xót là có mùa xuân. Và mùa xuân phải là xuân lòng thương xót thì mới đích thật là xuân. Vậy thì thích quá thì chứ còn không thích cái gì nữa. Còn người đời, ngày xuân, chợ và siêu thị đầy ắp loại bánh mứt trái cây được trưng bày đủ kiểu, đủ dáng thật đẹp, tấp nập kẻ bán người mua, vui mắt chứ. Bước ra hội chợ hoa xuân, dường như hoa cả mắt bởi vì đủ loại hoa kiểng xinh xắn, rực rỡ và mới lạ, đủ dáng đủ kiểu. Các hội xuân tưng bừng các trò chơi vui nhộn, và tôi thích nhất là hội hoa xuân. Không năm nào tôi bỏ các buổi hội hoa xuân, nhất là ở Tao Đàn hay là ở 23 tháng 9. Bất cứ đâu có hoa xuân là tôi đi. Đi tối mai không đi được, tối mai đi, lúc nào cũng đi để ngắm hoa. Những hoa không biết nói, hoa tự nhiên đẹp, thấy công phu chăm sóc của cái người, những nghệ nhân. Họ chăm những cây kiểng, cây mai, cây trúc, cây cúc, đủ mọi thứ đẹp vô cùng, tuyệt vời vô cùng. Thấy được cả một công trình của con người, và thấy được cái tác phẩm tuyệt vời của Thượng Đế trao tặng cho con người. Chúa trao cho con người cái khối óc, cái đôi tay, và Chúa trao cho con người những dụng cụ là vườn, là hoa, là lá. Nếu ta biết cộng tác với Thiên Chúa thì nó làm cho cái cây hoa, cây kiểng nó đẹp vô cùng. Còn nếu ta lười, ta không chăm sóc gì cả, nó chỉ là vườn hoa dại mà thôi. Đường phố dập dìu tài tử gia nhân, rạng rỡ trong những bộ quần áo thật đẹp và mô đen. Trong các nhà thờ mà không có Covid thì càng vui hơn. Mọi người hăng hái quét dọn, treo lục xuân và những câu đối. Có giáo sứ thì gói bánh chưng, cả xứ xúm nhau lại gói bánh chưng rồi chia, gửi tặng mỗi gia đình một cặp bánh chưng. Cảnh đẹp, người đẹp, nhất là được trở về sum họp với gia đình và những người thương mến sau những ngày tháng xa cách. Vì thế mà tôi vẫn
cứ thích mùa xuân, đón mừng xuân mới. Ai cũng có nhiều công việc phải làm, những chương trình vui xuân và những dự tính mới cho 365 ngày sắp tới. Giữa những ồn ào náo nhiệt ấy, Phương Chiêm và các bạn cần lắm một chút lắng đọng lại để lắng nghe lời thì thầm của mùa xuân. Tuần tĩnh tâm Tết. Tuần tĩnh tâm Tết để mình lắng lại một chút mỗi ngày, ít phút để lắng nghe lời thì thầm của mùa xuân, để lắng nghe lời tỏ tình của Chúa Xuân, Chúa lòng thương xót. Sau một năm dài bôn ba, mỏi mệt bởi công việc và tất bật chạy đua với thời gian, tôi và các bạn, mỗi người cần có những giây phút dừng lại để nghỉ ngơi và nạp năng lượng, để đọc lại những bài học, ta gọi là may hay là rủi, thành công hay thất bại đã qua, để vun tưới cho những tương quan và tình cảm tốt đẹp với bao người thân yêu, mà nhiều khi vì vô tình, vì vội vã, tôi đã lướt đi qua họ và bỏ mặc họ. Người đi qua đời tôi không nhớ gì sao người. Người đi qua đời tôi, mình đã đi qua cuộc đời của biết bao nhiêu người một cách thờ ơ, lãnh đạm và không quan tâm, không ngó ngàng gì đến. Hoặc là những tình bạn mà cuối năm này bị sứt mẻ vì hiểu lầm, vì nghi ngờ, vì ghen tị, vì có người thứ ba xen vào, vì đố kỵ, vì dư luận, vì lời qua tiếng lại, vân vân. Hãy coi lại, kiểm điểm lại và chất lọc, giữ lại những cái gì tốt đẹp. Tại sao chúng ta đã là bạn với nhau được? Tại sao lúc đó chúng ta có thể cười với nhau được? Chúng ta có thể bắt tay được, tay bắt mặt mừng. Chúng ta có thể chia sẻ với nhau mọi thứ được, có thể cầu nguyện lòng thương xót với nhau được, mà tại sao cho tới bây giờ lại không là sao? Bây giờ lại không muốn nhìn mặt nhau là sao? Không muốn nói chuyện với nhau là sao? Cái gì nó làm? Thưa ma quỷ, ma quỷ là chúa của sự ghen tị, ghen tức, giả dối, giả trá. Nó gieo vào trong đầu của chúng ta những cái nọc độc đó. Mới đầu một tí, nó cứ lớn dần, lớn dần. Mình không để ý, bây giờ nó thành lửa cháy to rồi. Bây giờ phải lấy nước lòng thương xót mà dội vào. Cuối năm ngồi lại đi, tình bạn nó quý lắm, thêm bạn bớt thù. Tại sao mình lại cứ bớt bạn mà thêm thù, để làm cái gì? Có lợi gì không? Mình tức họ, mình giận họ, mình ghét họ, mình bỏ họ, thì có lợi gì cho mình hay không? Cứ suy nghĩ đi. Hay là chỉ làm khổ mình thôi? Vì mình mất một người bạn, mình mất một cái tình thân, và làm cho lòng mình nó bị tổn thương. Chưa kể mình cũng đã làm tổn thương người ta mà mình không biết không chừng. Có khi mình nghĩ hoặc nói những điều xúc phạm với người ta vì lúc tức giận, lúc ghen tức không chừng. Đâu phải chỉ người ta xúc phạm đến mình, mà có khi mình cũng xúc phạm đến người ta nữa. Thôi anh chị em à, lắng lòng lại, rồi mỗi người tự suy nghĩ, xin Chúa tha thứ cho mình, mình tha thứ cho mình và tha thứ cho nhau. Lắng lại để khỏi phải hát người đi qua đời tôi không nhớ gì sao người. Đón xuân không chỉ là dọn dẹp trang hàng nhà cửa cho đẹp, mặc bộ quần áo mới, hay là có những kế hoạch này kế hoạch kia, mà năm nay bao nhiêu kế hoạch vỡ toang hết rồi. Những người dự định đi du lịch, thực ra con bỏ hết rồi. Mua vé máy bay rồi nhưng mà con bỏ hết rồi. Con dự định về quê tổ chức lễ hội này, lễ hội kia, giờ phải ngừng hết. Bây giờ có những người bảo Tết này không biết có dám đi hay không, đi chúc Tết hay không. Vì mình đến nhà người ta, không biết người ta có vui hay không, người ta sợ, không biết ông này có bị dính hay không. Rồi mình đến nhà người ta, mình cũng sợ, không biết người ta có dính vào mình hay không. Năm nay nó có cái là biết biệt làm sao bây giờ đi. Đi cũng không được mà ở cũng không xong. Năm nay nó rồi cái Tết nó lạ vậy đó. Cũng rất muốn đến thăm gia đình của anh. Mà đến thăm gia đình của anh thì có những người khác nữa.
Rồi gặp nhau rồi trẻ không Tết mà lại cứ gật gật cái đầu, không tay bắt mặt mừng. Thấy không? Rồi không ăn chung uống chung, mà ngồi thở chung, ăn chung uống chung. Rồi cái Covid cô cũng đi du xuân, cô ấy buồn tình, cô ấy lại ghé sang cô hỏi thăm, cô chúc Tết mình cái, thì đời mình tàn rồi. Thưa anh chị em, anh em chúng tôi ngồi ăn cơm bảo dân mai làm sao đây ta, giờ không dám không đến, mà đến thì không biết họ có vui hay không, hay là mình không đến thì họ vui hơn. Mong nhẽ bây giờ Tết cứ nhà ở nhà đó, nó chưa bao giờ mà có lẽ chúng ta gặp cái hoàn cảnh nó giờ khóc giờ cười như thế này. Vậy thì chỉ còn một cái biện pháp duy nhất là đến với lòng thương xót Chúa, để dù có đến được hay không đến được, ta vẫn gặp nhau trong chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, trong lời cầu nguyện. Cho nên điều quan trọng đón xuân là làm mới lại tâm hồn mình, cách sống của mình, công việc và đời sống của mình, cũng như các mối tương quan. Khi mà mình gạn đục khơi trong con người của mình bằng cách là loại bỏ đi những tư tưởng, những điều tiêu cực, những gì bi quan yếm thế, đồng thời chắt lọc những giá trị tích cực và bổ ích vào mình, tôi sẽ có được sức mạnh và nghị lực mới để bước tiếp chặng đường mới một cách tự tin và vững vàng hơn. Mình nói lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, nói ngoài miệng, phát xuất từ trong lòng, với tất cả cái nghị lực của mình. Tôi trong thời gian bệnh 2 ngày Tào Tháo đuổi, mình em bảo không sao đâu anh Long, mình tống khứ hết tới cái dư dơ cái cũ đi, kệ nó, xả hàng cuối năm, tháo cống cho nó ra hết để đón những cái mới vào. Tôi thấy cũng hay, tôi kệ cho nó ra hết để đón cái mới vào. Thì tất cả những cái gì mà nó dơ, không hay, không sạch trong người mình, về thể xác cũng như tinh thần, tống khứ hết để chúng ta đón nhận một sức sống mới, một tinh thần mới trong lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, mùa xuân mở đầu cho một năm mới, hoa lá khoe sắc mới và gió xuân thổi vào lòng người niềm vui và hy vọng của những năm tháng mới đây. Người người phơi phới, hân hoan trao cho nhau những lời cầu chúc tốt đẹp, những món quà thể hiện sự biết ơn, quý mến, trân trọng và chia sẻ. Lắng tâm hồn lại để tạ ơn Chúa vì những ân huệ Chúa ban, để cảm ơn những người bạn thân thiết đã cùng mình chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại. Những người bạn mà Chúa ban xuống cho mình, hãy trân trọng những người bạn ấy, đừng để mất đi những người bạn thương chị em. Cảm ơn những người thân yêu trong gia đình đã luôn gắn bó và nâng đỡ mình. Cảm ơn chính mình về những nỗ lực, nhiệt tâm, cố gắng của mình. Và trên hết, cảm ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho ta biết bao nhiêu ơn lành trong năm vừa qua, đã gìn giữ ta qua đại dịch, qua khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị, văn hóa, đủ mọi thứ khủng hoảng, nhất là khủng hoảng niềm tin. Và hôm nay ta vẫn còn ngồi đây để mà tĩnh tâm, có nghĩa là ta đã qua cơn khủng hoảng rồi. Cuộc đời mỗi người ví như một bản nhạc được dệt bởi những cung nhạc trầm bổng của thời gian. Dưới những cung bậc tưng bừng và náo nhiệt của mùa xuân, có những dấu lặng thật tuyệt vời để ta nghe lại âm hưởng của đoạn nhạc phía trước và bắt đầu những giai đoạn mới ở phía sau. Khi ấy, mùa xuân mới thực sự là phần tất yếu của cuộc sống chúng ta. Cuộc đời chúng ta sẽ là khúc nhạc mùa xuân mà Thiên Chúa ban tặng để làm phong phú hơn cho vẻ đẹp của con người, và nhất là con cái của lòng Chúa thương xót. Ta đón mùa xuân lòng Chúa thương xót, mùa xuân mà mình cảm nhận được Chúa vẫn thương xót mình, mùa xuân mà mình cảm nhận được rằng mình vẫn đón nhận lòng thương xót của người khác, mùa xuân mà mình cảm thấy vui hơn vì không nghĩ đến chuyện buồn, chuyện lo, mà mình chỉ nghĩ đến xót thương người khác. Vì khi ta xót thương, ta chia sẻ, ta trao ban niềm vui, hy vọng và bình an, thì lúc đó ta cũng nhận được niềm vui, hy vọng và bình an nơi lòng thương xót của Chúa.
không ngơi. Vinh danh muôn đời, vinh danh một Chúa con luôn tôn thờ. Nào hãy kính chúc mọi người được sống với Chúa đời đời. Trên nơi thế trần này, mai sau sẽ họp đoàn cùng nhau dẫn dắt bước lên trời cao.